Mặc váy công chúa đi đón con, cô gái bị ném đá dữ dội khiến cộng đồng mạng chia thành hai phe, combat gay gắt. Một cô gái thường xuyên chia sẻ những đoạn video ghi lại hình ảnh mình tới đón một em bé ở trường mẫu giáo. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nhiều người cho rằng cách ăn mặc của cô không phù hợp, quá diêm dúa, phô trương, làm cho hề cho xã hội. Tiêu biểu trong đó có những bình luận như sau. Phải thời cổ đại đâu mà ăn mặc như công chúa hoàng hậu ra đường, làm cho hề. Thấy chúng nó comment trời bà này ố dề cũng phải thôi, không thay đổi còn bị trời dài. Đúng là Gen Z đi đón con, phát bực, tưởng đâu mặc đầm cô dâu không á. Mấy bọn mắt xăng vành mấy khen đẹp, dân thường mà ăn mặc như hoàng hậu công chúa. Tuy nhiên, đáp trả những ý kiến này, cô cho biết em bé trong clip chỉ là cháu, không phải là con của cô. Là một cô gái trẻ chưa chồng con, cô hoàn toàn có quyền diện dàng những bộ đồ đẹp theo thẩm mỹ của mình. Thêm nữa, dù cho đó là con gái cô đi nữa, thì cô gái tự đánh giá những bộ váy mình mặc, kín đáo, lịch sự, nữ tính và sang trọng. Không hề đối lập với khung cảnh ở trường mẫu giáo hay là phản cảm như cách cộng đồng mạng đang chỉ trích. Ngoài ra, cô gái này cũng chia sẻ thêm những hình ảnh khác của bản thân khi ở nhà, đi chơi với bạn bè hay đi đám cưới. Có thể thấy, cô gái ưa chuộng phong cách váy dài thướt tha, mềm mại, nhiều hoa văn nữ tính. Nhiều cư dân mạng cũng bênh vực và đồng tình cho rằng, mặc đẹp vừa là thể hiện sự yêu thương bản thân mình, vừa tôn trọng người khác. Hiện những bài đăng của cô nàng vẫn nhận được khá nhiều ý kiến bình luận tranh cãi. Bạn thì sao? Bạn cảm thấy như thế nào về phong cách thời trang của cô gái này? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị.